không quần áo bảo hộ, không mũ bảo hộ, không dây đai an toàn khi làm việc trên cao. Công nhân làm việc trong tình trạng thô sơ nhất, vấn đề vệ sinh an toàn lao động cho công nhân bị lơ là. Đây là hình ảnh mà phóng viên Tầm nhìn TV ghi nhận lại được tại công trình xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lương, tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây là công trình trụ sở bảo hiểm trọng điểm của huyện Phú Lương do chủ đầu tư là Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Nhà thầu thi công chính là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Hạ tầng Đô thị Hudic xây dựng. Là công trình về bảo hiểm, phục vụ đảm bảo an toàn cho người dân nhưng an toàn cho chính công nhân xây dựng công trình lại đang bị bỏ quên. Được xây dựng từ quý 1 năm 2020, đến nay sau nhiều ngày, công trình đang dần hoàn thiện nhưng an toàn của người lao động lại chưa được thực hiện. Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy định đã có quy định rất rõ ràng về trách nhiệm trong việc quản lý an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng. Trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức phối hợp với nhà thầu để thực hiện quản lý an toàn lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động, làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động, yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo an toàn lao động trước khi cho phép tiếp tục thi công. Để có thông tin khách quan về vấn đề nêu trên, phóng viên Tầm nhìn TV đã trao đổi với Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về những tồn tại tại công trình xây dựng Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lương. Trước đây thì văn bản các anh đã có văn bản nhắc nhở rồi, cũng đã cảnh báo rồi. Nếu mà trong thời gian tới mà bên thi công mà người ta mà không khắc phục thì không làm thì chúng ta dừng, mời chủ mời bên thi công đến. Vì tôi cũng rất sợ vì mình thì ở xa để giao cho các anh như giúp cho mình ban dự án thì anh sát về vấn đề là xây dựng anh hiểu, nhưng mà tôi thì làm về chính sách thì không thể thuộc là vẫn hết được. Thì cũng là phối hợp với bên chỗ như là tư vấn giám sát và ban quản lý dự án thì cũng định kỳ là một tuần hay hai tuần thì có giao án để xem nắm bắt lại tiến độ dự án đến đâu và công trình thi công thì có vấn đề không, thì các anh báo cáo lại thì vấn đề cái an toàn lao động là cũng chưa đáp ứng được. Tại nhà khi buổi sáng thì các anh là mà bảo hộ rất đầy đủ, quần áo cũng món đủ, nhưng chiều lại không phải như thế. Thì cũng nhắc bên thi công vì các anh không phải là có người làm suốt ngày đấy, nhưng mà cũng nhắc rồi, mà nhắc vào bên thi công mà không đáp ứng được thì chúng tôi cũng phải có biện pháp mạnh hơn. Còn an toàn lao động thì báo cáo chí thì chúng tôi cũng đặt lên đầu rất là quyết liệt, chứ tất cả bảo hiểm thì cũng xây nhiều trụ sở không phải riêng Phú Lương, thì cũng rất là lo về trong quá trình thi công thì cũng mong là bên thi công người ta cũng phối hợp với mình để làm tốt báo cáo. Hiện nay, các biện pháp triển khai tại công trình chưa triệt để, thậm chí nhiều nơi không tuân thủ theo đúng quy chuẩn mà nhà nước đã ban hành hoặc mang tính đối phó. Công tác đào tạo an toàn lao động tại các công trình xây dựng đang có vấn đề, kể cả nội dung và thời gian huấn luyện đều không đảm bảo. Nhiều trường hợp được phát hiện không được học, không được huấn luyện nhưng vẫn được cấp thẻ an toàn lao động. Qua đây, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cần có động thái quyết liệt về phía nhà thầu xây dựng, xử lý dứt điểm tình trạng mất an toàn lao động tại công trình xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lương, đảm bảo an toàn cho công nhân tại công trường thi công.